Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số, đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở, đón vận may bất ngờ, dễ trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như mưa, trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia. Quý anh chị Ất Mão 1975 thân mến, đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cho dù may mắn đến mấy, có năng lực xuất chúng ra sao cũng khó tránh khỏi những trắc trở trong cuộc sống này. Song, chính những thăng trầm này đã khiến cuộc sống trở nên muôn màu, muôn vẻ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không phải ai cũng có thể đứng dậy sau cú vấp ngã hoặc leo lên khỏi hố sâu cuộc đời. Người leo lên được có thể ngắm cảnh sắc thiên nhiên vô tận, nhưng người không làm được chắc chắn thụt lùi, dần bị thế giới lãng quên. Trong 12 con giáp, bản mệnh sinh năm 1975 tuổi Ất Mão là tuổi được xem là rất sung sướng, cả đời ấm no, hạnh phúc. Những người tuổi này thường có tính cách hiền lành, dễ nuôi, có lẽ vì thế mà cuộc sống của họ cũng gặp khá nhiều thuận lợi và suôn sẻ. Tuy nhiên, theo tử vi phương Đông, 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, Ất Mão sẽ có quý nhân phù trợ, vận trình khởi sắc rõ rệt. Nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những áp lực nhất định, đòi hỏi bạn cần tập trung trên mọi khía cạnh cuộc sống. Vậy những vận may bạn gặp phải là gì và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. 7 dấu hiệu tuổi Ất Mão sinh năm 1975 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, gặp nhiều may mắn, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu nhanh như vũ bão. Đôi lời gửi anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tài sản lớn nhất của một cá nhân chính là thời gian, một yếu tố vô hình, nhưng nếu bạn tận dụng nó đủ tốt, nó có thể trở thành mọi vật chất hữu hình, nó là một nguồn vốn của một cuộc đầu tư có thể đưa bạn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, vậy nên Ất Mão hãy ngừng lãng phí thời gian, ủ ê chán nản, vì những gì bạn đã trải qua trong đoạn thời vừa rồi nói chung không đáng, tất cả mọi thứ trên đời đều mạo hiểm và nguy hiểm. Ở thời điểm bạn là một thai nhi, cũng đã phải đối diện với đủ thứ nguy cơ cơ thể xảy ra rồi, nó là độ mờ da gáy, là đủ ngón tay, ngón chân, hay bệnh tim bẩm sinh, đủ thứ, bạn đã vượt qua từng đó thứ nguy cơ, trải qua bao điều khó khăn, mỏi mệt, thử thách trong suốt đoạn trưởng thành. Vậy tại sao giờ lại ngần ngại, bạn nghĩ rằng cứ trong vòng an toàn thì sẽ không cần phải mạo hiểm sao, cứ như giờ thì sẽ không phải lo lắng họa hại hay sao, không có đâu. Nên thay vì bị động để đời hành mà không được gì cả, thì hãy chủ động đối diện thử thách, sống một cuộc đời năng động, đổi lấy cơ hội đạt được một điều gì đó mà bạn muốn mong. Hiện tại, bắt đầu vào lúc cuộc đời bạn chuyển vận sang chương rồi, để bắt đầu mọi thứ, hãy học cách tập trung, nhất quán hoàn thành từng việc một, đa nhiệm là khả năng mọi người hay hướng tới, cũng giúp cho chúng ta không chán nản, nhưng thường đa nhiệm khiến cho bản thân bạn phân tán, sau đấy chẳng đâu vào đâu cả, ví như lái xe và sử dụng điện thoại cùng một lúc vậy, tương đối nguy hiểm cho bản thân, tập trung vào từng việc, từng nhiệm vụ, từng mục tiêu, sau đấy hoàn thành nó, đi từng bước trên con đường dài của kế hoạch mà bạn đã lập ra. Làm cái gì thì làm cho xong, quyết cái gì thì đừng chần chừ, ngần ngại. Chúng ta may mắn có một cơ thể sinh học không cần phụ thuộc vào ai để vận hành tốt. Một trái tim tự đập, một tinh thần độc lập và một nhân cách tự chủ vận hành tư duy. Cái ý tưởng bạn cần ai đó chia sẻ cuộc sống hay phải đồng hành cùng một ai đó mới khiến cuộc đời viên mãn, chủ yếu là ý tưởng từ tiểu thuyết và phim ảnh. Có ai đó đi cùng thì cũng tốt thôi, mà không có thì cũng không sao cả. Bầu trời vẫn xanh như thế, cuộc đời vẫn đáng sống như thế và ước mong của bạn vẫn đang đợi bạn hoàn thành nó mà thôi. Cuộc đời bạn muốn làm gì với nó cũng được thôi,
Chỉ là nếu có khả năng thì tại sao không cố gắng? Nhân sinh vốn diệu kỳ, sao lại phải chịu đựng sự ảm đạm không vui? Bạn đã bắt đầu vào cầu vận tốt rồi, sẽ được kéo dài hết 2024 đấy. Từ tháng 7 âm năm nay đi, cho đến hết 2025 sẽ là giai đoạn vàng cho sự ổn định cuộc đời của bạn, bao gồm tài chính, sự nghiệp, tình cảm và con cái. Bản nháp dài dòng của cuộc đời bạn sẽ khép lại sau tháng 6 âm, nửa đời trước để trải nhân tình thế thái, lòng người ấm lạnh, nửa sau này hãy sống và làm những gì bạn muốn. Theo đuổi ánh trăng hoàn mỹ mà bạn tìm, sống như một vọng nguyệt chi miêu, nhưng biết đặt những gì mình mong mỏi truy cầu lên hàng đầu danh sách ưu tiên bạn nhé. Gắng lên hỡi những con người đang trọng đoạn vàng của sự dựng xây cuộc đời, chúc may mắn và có thể kiên tâm, kiên trì đến cùng. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống chúng ta không thiếu những thử thách, khó khăn, đòi hỏi bạn phải có bản lĩnh, mạnh mẽ để đối mặt và đôi khi chính nó là sự thật, một thứ ta biết, ta hiểu, nhưng ta lại không muốn nghe hoặc không sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng và dù sợ hãi đến đâu, có những lúc bạn buộc phải nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng để vượt qua nó, từ đó mới có thể trưởng thành hơn. Sau đây là những câu nói chứa đựng những sự thật nghiệt ngã mà có lẽ là tôi cũng như quý cô bác khi mỗi lần nghe, đương đầu cũng như là chấp nhận, đều đồng tình với một chữ phũ. Mong rằng quý cô bác hãy thật tĩnh tâm để nghe, để chiêm nghiệm và tỉnh táo với những sự thật đau đớn phũ phàng mà ta phải trải qua ở cuộc đời này. Câu phủ thứ nhất, đôi khi chẳng có ai thèm quan tâm đến bạn, chỉ khi bạn rất đẹp hoặc rất giàu hoặc rất nổi tiếng. Khi bạn giàu có và có quyền lực, thậm chí đó là người quen cho đến cả người mà bạn không hề quen biết, có cả người thân cho đến người bạn không thân, thậm chí còn có cả bằng hữu mà bạn còn không hề biết đến, sự tồn tại của họ cũng có thể tìm đến. Những con người ấy tìm đến với một mục đích duy nhất, kiểm chứng sự hào hoa, giàu có của một kẻ giàu có ở nơi rừng sâu và tìm kiếm cho mình cơ hội để nhờ cậy khi cần. Trong khi ấy, trái ngược lại là những người không có tiền, không có địa vị, đến cả người thân quen hay bằng hữu, vốn cũng chỉ có thể trở thành người xa lạ. Câu phủ thứ hai, bất kỳ ai cũng có thể ôm bạn ở đằng trước và nói xấu bạn sau lưng. Trên đời này, thứ không đo lớn nhất chính là lòng người, có lẽ có rất nhiều người ở đây đã từng là người bị hại hoặc bị chơi khăm bởi chính những người ta quen biết, thân thiết hoặc là những người mình đã từng giúp đỡ phải không? Bạn à, con người hãy học cách nghi ngờ một chút, suy xét một chút thì mới có thể lớn được. Tất nhiên nghi ngờ không phải là một trạng thái dễ chịu, nhưng tin tưởng thái quá thì có phần ngu ngốc đấy. Lạnh lùng không phải là điều mà đối phương thích, nhưng tốt bụng quá thì họ sẽ coi mình là ngu. Nếu bạn là kẻ thích tìm chân lý và sự thật thì hãy tập biết cách nghi ngờ. Và nếu bạn là một kẻ sợ tổn thương thì phải học cách lạnh lùng. Câu thứ ba, trong cuộc chiến mang tên công bằng, tiền có khi sẽ thắng. Con người khi có tiền, dù thù hẳn đến đâu cũng có thể dễ dàng hóa giải. Đối với các mối quan hệ lợi ích, chỉ cần có tiền thì cho dù là thù địch, bạn cũng có thể biến họ trở thành bằng hữu ngay. Đến khi không có tiền, con người ta mới nhận ra rằng dù tình sâu nghĩa nặng đến mấy, không có tiền cũng sớm tan thành mây khói. Đối với những mối quan hệ lợi ích mà mình đang có, bằng hữu bỗng chốc hóa kẻ thù lúc nào mà không hay. Câu thứ tư, sự giàu có của bạn sẽ quyết định được việc bạn nhận được bao nhiêu sự tôn trọng từ những người khác. Người giàu, người nổi tiếng chỉ cần cất thanh, nói một câu thôi đã biết bao người gật đầu tán thành, cho dù ý kiến của bạn có thế nào. Đối với gần như hết thảy mọi người đều sẽ cho đó là ý kiến đúng, tốt đẹp, ý kiến đáng được xem xét, chỉ đến khi không có tiền. Bạn mới hiểu ra rằng, không có tiền đồng nghĩa với việc bạn chẳng có tiếng nói gì, có tiền nói gì cũng đúng, còn không tiền chỉ là thứ ngọt dân. Nói gì cũng trở thành giang dở, cạnh cử hành động nào cũng sẽ đem ra soi xét, đến cả khi lớn lên cho dù có xinh đẹp đến mấy cũng hóa tầm thường. Người có tiền không bao giờ biết đến cái việc phải hạ giọng nhún nhường, kẻ không tiền phải nỗ lực hết sức, phải gắng gượng cả đời với mong muốn có ngày bản thân có thể thành công thoát khỏi cảnh nghèo khó của hiện tại. Câu thứ năm, dù bạn là ai đi chăng nữa, thì mọi người vẫn chỉ trích bạn mà thôi. Bản chất của con người là luôn muốn mọi người yêu quý, chấp thuận, chính vì thế ta luôn lo lắng, xem người khác nghĩ gì về mình, có hài lòng với mình không, làm gì, nói gì cũng sợ người khác đánh giá không tốt, sợ người khác mất lòng. Điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta, làm mất đi sự thoải mái khi ở bên cạnh người khác và gia tăng áp lực cho bản thân. Thậm chí, nhiều khi gây ra những trạng thái tiêu cực chẳng đáng, có rồi bị suy nghĩ của người khác có thể trở thành gánh nặng của bạn khi mà bạn quá ám ảnh, xem người khác nghĩ gì về bạn. Bạn sẽ vô tình lãng quên mất bản thân mình là ai, chỉ khi nào bạn gạt bỏ được sự lo lắng xem người khác nghĩ gì, ý kiến của họ ra sao, thì bản thân bạn mới thực sự được thoải mái. Quý vị thân mến,
Đầu tiên ta hãy cùng chiêm nghiệm vận mệnh cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975 này nhé. Kính thưa quý cô bác, anh chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh thủy, đại khê thủy, là người trầm tính, hiền lành và sống nội tâm, khiêm tốn và nhã nhặn. Tuy nhiên, người tuổi Mão không đủ quyết đoán và thường bỏ lỡ một số cơ hội tốt. Con giáp sinh năm 1975 luôn là người coi trọng tình bạn, đôi khi phản bội sẽ rơi vào mâu thuẫn kiểu này không thể tự giải thoát. Những người này bản tính lạc quan, dễ gần, dễ biến kẻ thù thành bạn bè, là con giáp hay gặp may mắn, kinh nghiệm sống khá ổn định và tốt đẹp. Họ rất lịch sự ở bên ngoài nhưng lại giản dị khi ở nhà. Họ trông có vẻ yếu đuối và thể trạng kém, nhưng thực tế thể lực của họ rất tốt. Bản mệnh sinh năm 1975 luôn có tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Họ là người quyết đoán và nhanh trí, có khả năng nắm bắt cơ hội và phấn đấu để trở nên giàu có hơn. Đa phần tuổi này là người vui vẻ, lạc quan, linh hoạt, có kỹ năng xã hội và tài hùng biện cao. Họ thích cuộc sống tự do, thoải mái và không thích bị gò bó quá nhiều. Những người như vậy nên chú ý quản lý cảm xúc, tâm trạng thất thường là điều hay xảy ra, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Có một số Ất Mão tâm niệm, mọi chuyện tùy duyên, cũng chính vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định, an nhàn. Theo đuổi sự sung sướng, hạnh phúc, họ làm việc không cố gắng hết mình, hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tuy nhiên, nếu có người bên cạnh quan sát, đốc thúc, không ngừng cổ vũ, tạo niềm tin, thì người này sẽ có thêm động lực và thu được thành quả khá tốt đẹp. Ất Mão là người dễ dựa dẫm vào người mà họ tin tưởng, nhưng hễ mất đi chỗ dựa này, thì tinh thần họ sẽ rất dễ bị suy sụp. Đây là khuyết điểm cần khắc phục, bởi con người luôn phải học cách độc lập, không ai nắm tay nhau được cả ngày. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì càng có khả năng mắc sai lầm. Nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình, không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Khả năng giải quyết việc riêng tư của Ất Mão không được tốt lắm, họ dễ để cảm xúc dẫn dắt vì những chuyện không đâu mà trút giận lên người khác. Cũng rất dễ nảy sinh tranh cãi với cấp trên, cản trở tiền đồ phía trước. Nếu muốn sự nghiệp hanh thông, vạn sự như ý, thì trước tiên phải học cách kiểm soát bản thân. Nam mạng Ất Mão tính tình ôn hòa, dè dặt, tao nhã, có khả năng phán đoán, thận trọng khi ứng xử với người khác, hơi thờ ơ với thế giới, nhạy bén và tinh tế. Có khả năng bắt đầu và kết thúc công việc tốt, ham học hỏi nhưng hiếm khi thành công, đôi khi ủ rũ, không sẵn lòng chấp nhận ý kiến của người khác. Với niềm tin mạnh mẽ, bạn sẽ theo đuổi mục tiêu của một cách có trật tự, nhẹ nhàng và lãng mạn, nhưng bạn phải rộng lượng và kìm nén sự ghen tị, để có thể sử dụng tài năng và sức lực của mình một cách hiệu quả, đạt được thành công, bởi vì đàn ông Ất Mão trầm tính, ít nói, nên mọi người thường có hướng hiểu lầm bản chất của họ, thực chất họ có ý chí kiên cường và sự tự tin không lay chuyển. Bề ngoài, nam mạng Ất Mão tỏ ra là một chàng trai tốt bụng và làm mọi thứ mình muốn, nhưng bên trong lại khá bướng bỉnh, cực kỳ chu đáo và lịch sự. Những cô gái tuổi Mão có tính cách hiền lành và coi trọng các mối quan hệ. Những cô gái sinh năm Mão thông minh, lanh lợi và có tính tự lập, không có tham vọng lớn lao và không thích những thăng trầm lớn trong cuộc sống. Cô ấy sẽ chăm chút cho cuộc sống bình thường của mình để nó trở nên thú vị. Ất Mão có tâm hồn mỏng manh và nhạy cảm, cần sự an toàn hơn những cô gái bình thường và đa cảm. Họ không bao giờ muốn bị giam cầm trong cuộc sống mất tự do, mà hy vọng có thể đi thật xa để theo đuổi ước mơ của mình. Trong cuộc sống, những cô gái sinh Ất Mão thường ân cần, chu đáo, tỉ mỉ và thường có thể quan sát được những điều mà người khác không thể. Muốn sự nghiệp và tài vận suôn sẻ thì phải làm chủ vận mệnh của chính mình. Chỉ khi hiểu trước vận mệnh của chính mình, bạn mới có thể cải thiện vận may sự nghiệp và nắm bắt được cơ hội. Vận thế tình cảm của Ất Mão không có nhiều sóng gió, mọi chuyện diễn ra bình bình, đôi lúc xuất hiện niềm vui bất ngờ, nhưng thường rực rỡ quá mức chịu đựng. Họ khó tìm được người tâm đầu ý hợp, cũng khắt khe trong việc lựa chọn bạn đời, nên thay đổi thái độ và tích cực hơn trong chuyện tình duyên. Những người đã có đôi hay đã kết hôn gặp khá nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc sống, chi phối tình cảm người này. Do đó dễ nảy sinh tranh cãi với nửa kia, nên học cách nhẫn nhịn, yêu thương người bên cạnh mình. Sự dịu dàng cũng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của người tuổi Ất Mão. Họ dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dễ bị lừa gạt, nên rèn luyện cho mình khả năng quan sát và phán đoán sự việc, nhất là trong chuyện tình cảm. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe, nên lập tức đến bệnh viện kiểm tra, đừng sợ tốn tiền mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Theo tử vi thấy rằng, bản mệnh khá may mắn, cho dù gặp khó khăn về tiền bạc,
nhưng cũng nhờ sự trợ giúp của người khác mà vượt ải. Ất Mão là người có bản lĩnh, có đủ tự tin để đối phó với trở ngại, đặc biệt là những chuyện xui rủi xảy tới bất ngờ, họ nhanh chóng trấn tĩnh bản thân và tập trung vào hóa giải nguy cơ. Bạn bè, đồng nghiệp, người cùng hợp tác là những trợ thủ đắc lực cho người này, nên cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng vì chuyện vặt mà gây mất tình đoàn kết. Và theo tử vi, khi bước sang 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, tuổi Ất Mão sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, theo tử vi, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, vận trình suôn sẻ thuận dòng chảy, sự nghiệp thăng tiến, vận thế thăng hoa, hạnh phúc gõ cửa, vô cùng thịnh vượng. Được biết những chú mèo sinh năm 1975 là người có nghị lực, hiền lành, sống thực tế làm việc gì cũng gọn gàng, ngăn nắp, không suy nghĩ những điều vô lý và những điều phi thực tế, họ là những người cầu toàn và theo đuổi chi tiết. Khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì này, Ất Mão sẽ gặp rất nhiều may mắn và có cơ hội phát triển tốt, hứa hẹn tháng tới sẽ tràn đầy năng lượng, thông minh và có năng lực, có kỹ năng tổ chức mạnh mẽ. Đường đi suôn sẻ, tính cách tương đối dè dặt và có sức chịu đựng, có thể dễ dàng mang lại cho người ta cảm giác bạn là người cực nhanh nhẹn, tuy bận rộn nhưng lại kiếm được kha khá tiền. Hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội dành cho bạn để bạn phát huy tối đa kỹ năng lãnh đạo của mình, tự tin đối mặt với thử thách và đạt được những đột phá trong sự nghiệp nhờ trí tuệ và sự chăm chỉ. Tình hình tài chính khá ổn định, bạn có thể được nhận những khoản thưởng nóng từ những đóng góp cho tập thể từ khoảng thời gian trước đó. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa. Trong khi đó, với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong lĩnh vực mới, dù đôi lúc phải vất vả, bôn ba, song bạn thu được nhiều điều đáng quý. Tiếp đến là chi tiết từng phương diện, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì tới đây. Về công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Nhờ có nguyệt lệnh lâm quan trợ giúp mà con đường sự nghiệp của người tuổi Ất Mão bằng phẳng, hanh thông hơn rất nhiều người, bạn nên tranh thủ lúc này để tập trung vào công việc, từ đó gặt hái những thành tích cao. Với người làm công ăn lương, bạn luôn chăm chỉ, tích cực cực làm việc, ngay cả khi mọi người xung quanh đều chỉ muốn nghỉ ngơi, thoái thác trách nhiệm, càng nhiệt tình làm việc, bạn càng được lòng cấp trên và học được thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích. Quý nhân vận tăng cao sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ được không ít khúc mắc trong công việc, dù bản mệnh cũng phải đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều và áp lực, nhưng việc khó sẽ được chia sẻ. Tinh thần ham học hỏi và làm việc hăng say mang lại không ít cơ hội thăng tiến, tăng lương cho bạn. Với người làm lãnh đạo, bạn khẳng định được vị thế của bản thân nên đưa tập thể ngày một phát triển đi lên. Tất nhiên quá trình đó không tránh khỏi va vấp, song mọi người luôn biết động viên nhau cùng tiến bộ, kết quả là cùng gặt hái được thành công. Lưu ý, tháng này xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển, tuy nhiên, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp. Áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Bạn nên giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản, làm việc luôn khiêm tốn và bình tĩnh để hạn chế sai sót và cũng là tránh để những kẻ tiểu nhân bắt thóp từ những việc không đáng dù là nhỏ nhất. Về tài lộc, cùng với công việc khởi sắc, vận tài lộc trong tháng của tuổi Mão có thể đánh giá là khá tốt. Khi có nhiều cơ hội để bê bạn kiếm được tiền dựa vào chính sức mình, dù là người làm buôn bán, kinh doanh hay làm công ăn cũng đều có thu nhập vượt trội. Với người làm ăn kinh doanh, bạn khá xông xáo, nhiệt tình nên sẵn sàng thử sức mình trong những hạng mục khác nhau, từ đó thu về khoản lợi nhuận túc tắc. Ngoài ra, với cách đánh giá vấn đề đúng đắn, bạn cũng lường trước được những nguy cơ để tránh xa ngay lập tức. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện rải rác suốt cả tháng, tuy nhiên, càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ. Hơn nữa, bạn cũng nên dè chừng đối thủ, kẻo bị đâm lén sau lưng. Với người làm công ăn lương, bạn được nhận tiền lương, tiền thưởng vì những thành tích cao, đóng góp cho tập thể. Một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương, đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng và tin tưởng vào tương của mình. Không những thế, bản mệnh còn nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của người khác về tài chính và bạn có thể gỡ bỏ những áp lực thực tế, nhất là liên quan đến nợ nần. Dù có nhiều khoản chi phát sinh, nhưng nhờ vào việc đã lên kế hoạch cho mọi việc từ trước, nên các chi phí không nằm ngoài dự tính. Nhìn chung, bản mệnh không phải quá lo ngại về tiền bạc trong tháng này. Về sức khỏe, theo tử vi về khía cạnh sức khỏe, tháng này Ất Mão không có gì đáng lo ngại,
Tuy nhiên bạn vẫn cần dành thời gian để nghỉ ngơi, có thể thấy bạn thường xuyên mất ngủ khiến tâm trí lơ mơ. Nhìn chung tháng này, bạn cần cải thiện trí nhớ của mình, nếu không bạn sẽ mắc phải những sai lầm trong công việc do một số sai lệch về trí nhớ. Mệnh có bệnh, nhắc nhở ai đang có bệnh thì tập trung chữa trị, đừng chủ quan. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi cơ thể của mình để kịp thời thăm khám và điều trị. Về tình duyên, các mối quan hệ tình cảm của bạn tiến vào giai đoạn ổn định hơn với người đã có đôi. Mối quan hệ có thêm nhiều trải nghiệm và cùng nhau vượt qua những giai đoạn quan trọng nên càng thêm mặn nồng, gia đạo bình an. Người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột với bạn đời của mình. Người độc thân tuy có đào hoa nhưng chưa chắc đã là đào hoa tốt. Bản mệnh có thể gặp gỡ, kết thân với một vài đối tượng nhưng tình cảm chưa sâu sắc, tình yêu đến rồi lại đi như cơn gió thoảng qua. Không đọng lại được điều gì, nếu nhẹ dạ cả tin, bạn cẩn thận kẻo bị lừa gạt tình cảm do những suy nghĩ ngây thơ của bản thân. Kính chúc quý bản mệnh tuổi Ất Mão khi bước sang 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, luôn giữ tâm thế vững vàng, mạnh mẽ và bình an vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tiếp theo là tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, theo từng tuần, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi tuần đầu, tuổi Ất Mão khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Theo tử vi, vận trình của con giáp tuổi Mão có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Trong tuần này, bản mệnh làm việc gì cũng cố gắng hết sức, nên dễ được lòng cấp trên. Một số người còn có thể chạm tay tới cơ hội được cất nhắc trong tuần này. Ngoài ra, bản mệnh cũng sẽ có một túi tiền rủng rỉnh do các công việc hợp tác, làm ăn tiến triển thuận lợi. Bạn đã tạo dựng được lòng tin với khách hàng, đối tác nên đơn hàng lúc nào cũng đổ tới dồn dập, bạn không lo tiền không đổ vào trong túi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù rủng rỉnh đến đâu thì dần dần bạn cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Về phương diện tình cảm có chuyển biến tích cực, khi vợ chồng bạn đã dần tháo gỡ được hiểu lầm, bạn thấy đấy, chỉ cần hai người chịu bình tĩnh ngồi lại với nhau, lắng nghe những suy nghĩ của đối phương thì không chuyện gì không giải quyết được. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Mão khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Có thể thấy rằng Ất Mão sẽ được trải qua một tuần cực kỳ may mắn, bản mệnh luôn giữ được tinh thần quyết tâm, cố gắng trong công việc, nên việc khó khăn thế nào cũng được giải quyết gọn gàng, thậm chí quý nhân còn xuất hiện, giới thiệu thêm cho bạn các cơ hội. Phương diện tài chính khá khởi sắc vào cuối tuần, có thể bạn sẽ phải làm việc lúc mọi người xung quanh đều nghỉ ngơi, nhưng nhờ thế mà bạn thu được một khoản kha khá, thậm chí có những người mở rộng được quy mô làm ăn của mình. Sao dịch mã chiếu mệnh cũng là dấu hiệu chứng tỏ tuần này, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển, bôn ba khá nhiều, vì thế bạn không ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng tiến triển êm đềm, dù làm việc gì bạn cũng luôn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của người thân. Nhờ có người thân mà bạn cảm thấy mình có thêm lòng quyết tâm và động lực mạnh mẽ. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Mão khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi cho thấy, tuần này bạn có sự kết nối vững chãi hơn với các thành viên trong tổ ấm. Thời gian này bản mệnh có nhiều cảm hứng hơn trong việc thay đổi một số thứ trong ngôi nhà của mình, biến nó thành một không gian ấm cúng hơn. Thời gian này tuy có chút căng thẳng, bạn phải nỗ lực hết sức, chăm chỉ hơn, tập trung cao độ và nghiêm túc hơn trong công việc. Tuy nhiên, điều này sẽ mang đến cho bạn những kết quả đáng mừng. Bạn sẽ trở thành một phiên bản mạnh mẽ, cứng cỏi hơn. Đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn khởi động lại lịch tập thể thao của mình, cũng như theo đuổi các thực đơn ăn uống lành mạnh. Nhất là ai đang có bệnh thì nhất định phải nên lưu ý những điều này, đừng vô độ trong ăn uống kẻo bệnh tình nặng thêm. Tác động của Bách Việt mở ra nhiều cơ hội mới cho Ất Mão đang lẻ bóng, thậm chí những người khác còn cảm thấy ghen tị vì những gì mà bạn đạt được, hạnh phúc của bạn đang có, thế nên đừng khoe khoang cuộc sống của bạn quá nhiều nhé. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Mão khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tuần này bạn vô cùng may mắn khi nhận được tín hiệu may mắn từ dịch mã cát tinh, phương diện tài lộc và công việc đang dần có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Tuần này có lợi cho những bạn xuất ngoại, làm việc cần di chuyển nhiều, tính tình năng nổ, thích đi đây đi đó. Cát tinh này chỉ phù trợ cho những người chịu thương, chịu khó, miệng nói tay làm, công sức mà bạn bỏ ra sẽ sớm được đền đáp. Nhiều người còn nhận được tin vui bất ngờ trong công việc. Làm một hưởng 10, làm chơi hưởng thật,
nên càng về cuối tuần Ất Mão này càng có thu nhập cao, bạn ăn chơi cũng giỏi, nhưng kiếm tiền cũng không thua kém ai. Chính vì quá được lòng thiên hạ, nên dù có kiếm được nhiều cũng chẳng ai dám xăm soi tiền của bạn. Cuối tuần có tam hợp cục chiếu cố, nên Ất Mão sẽ nhận được sự ngọt ngào trong tình yêu, được nhiều người nhắc đến. Hãy tự tin và trau chuốt cho bản thân, cứ mạnh dạn trở thành người mà mình muốn trở thành, thay vì sống theo mong ước của một ai đó. Quý vị thân mến, phúc từ miệng mà tích, họa từ miệng mà ra, người xưa rất coi trọng việc tu khẩu đức để tránh tạo nghiệp và tai họa cho bản thân. Tu khẩu đức không nói đúng sai của người khác, cái miệng có thể không lớn nhưng nó lại đóng một vai trò rất lớn. Một số người có thể nói ra lời hay ý đẹp để xoa dịu lòng người, nhưng cũng có những người lại nói những điều vô nghĩa, buôn chuyện thị phi, làm hại người khác và chính bản thân họ. Thời nhà Minh, Văn Trương Minh, 1470 đến 1559 là một trong tứ tài tử Ngô Trung. Ông có tài trong lĩnh vực thư pháp và văn học. Lúc bấy giờ, ông đã có uy tín cao và nổi tiếng khắp vùng Giang Nam. Được nhiều học trò nhận làm thầy. Trong cuộc sống, ông không thích nghe mọi người bàn luận về lỗi lầm của người khác. Nếu ai đó muốn nói về thị phi đúng sai của người khác, ông sẽ luôn khéo léo dùng chủ đề khác để chuyển hướng cuộc trò chuyện, từ đó khiến người muốn nói không thể tiếp tục. Ông đã duy trì thói quen này trong suốt cuộc đời và rất chú trọng đến việc tu khẩu đức. Khi đó, Ninh Vương Thần Hào muốn mời Văn Trương Minh đảm nhiệm chức quan, bèn phái người mang theo công văn và tiền vàng đến Văn gia. Văn Trương Minh lấy cớ bệnh nặng nằm liệt giường không dậy nổi, từ chối nhận tiền vàng và thư bổ nhiệm, cũng không viết thư trả lời cho Ninh Vương. Sau khi sứ thần rời đi, bạn của ông đã khuyên ông bây giờ Ninh Vương là người mà tất cả mọi người trên khắp thiên hạ đều cùng hướng tới. Ông ấy đã để trống chỗ trong vương phủ và mời ông làm quan, tại sao ông không thể bắt chước Mai Thừa, Tư Mã Tương như mà ở vương phủ hưởng phúc? Văn Trương Minh nghe xong chỉ cười mà không nói gì, ông rất sáng suốt, có lẽ ông đã biết trước tính cách của Ninh Vương, nhưng lại không bàn luận đúng sai thị phi của Ninh Vương. Vào năm Chính Đức thứ 12 thời Minh Vũ Tông, năm 1519, Ninh Vương Thần Hào nổi loạn ở Nam Xương, nhưng cuối cùng bị Vương Dương Minh bình định. Ninh Vương bởi vì mưu phản mà dẫn đến thân bại danh liệt. Văn Trương Minh kiên quyết không nói đến thị phi đúng sai của người khác, thái độ cao thượng trong đối nhân xử thế của ông khiến mọi người tôn trọng. Thi không đậu bởi không coi trọng tu khẩu đức. Có một người đàn ông tên là Phan Thư Thăng ở Nghi Hưng, vào mùa thu năm 1684 thời Khang Hy Đế, Phan Thư Thăng nằm mơ và thấy đi đến Quan Đế Điện, đúng lúc gặp được một người chấm bài thi, viên quan gọi người hạng nhất, người thứ nhất vừa bước vào liền bị đuổi ra ngoài gọi, người thứ hai thì chính là anh. Gọi người thứ ba, thứ năm đều không có ai bước vào, anh còn nhìn thấy một tấm danh sách màu vàng treo trên tường, đầu danh sách có tên vi tiếp nhưng không có họ. Một lúc sau, một người đàn ông mặt đỏ bừng đến đội mũ sắt lên đầu anh, Phan Thư Thăng rất ngạc nhiên khi tỉnh dậy. Sau khi công bố kết quả thi, anh phát hiện mình quả thực đã được xếp hạng nhất, anh nhớ đến từ vi tiếp xuất hiện trong giấc mơ, nên đã tìm kiếm người này khắp nơi, sau này anh mới biết người đàn ông đó là Phó Lộc Giã người Huyện Lâu. Phó Lộc Giã là người khá tài hoa và nổi tiếng ở địa phương, viên quan chủ khảo ban đầu xếp bài thi của Phó Lộc Giã là bài đứng đầu. Đồng thời bài viết của anh cũng được đánh giá cao trong hai bài thi đầu tiên, nhưng vì bài thi thứ ba anh làm mất tờ giấy nên anh không được chọn. Có thông tin cho rằng Phó Lộc Giã rất có tài hùng biện, tuy nhiên, trong suốt cuộc đời của mình, anh thích bàn luận về chuyện thị phi đúng sai của người khác và chỉ trích người khác. Có người từng phân tích rằng, sở dĩ Phó Lộc Giã bị đánh trượt, công danh bị tước bỏ là do không tích khẩu đức tạo thành. Sau khi kết quả được công bố, giám khảo đặc biệt gặp Phó Lộc Giã vì rất yêu quý tài năng của anh. Nhưng sau đó, Phó Lộc Giã giận dữ phàn nàn, không lâu sau do bụng chướng anh đột ngột qua đời chỉ trong một đêm, khiến mọi người rất đau buồn. Nói những lời dơ bẩn bị biến thành côn trùng khổng lồ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một cái ao gần thành Vương Xá, nước trong đó khá bẩn, đầy phân và rác rưởi. Người dân thành phố đổ toàn bộ rác thải trong nhà xuống ao. Có một con côn trùng lớn trong ao, nó trông giống như một con rắn nhưng có bốn chân, quanh năm suốt tháng nó sống trong ao. Một lần, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các tăng nhân đến ao và hỏi mọi người có biết số phận của con côn trùng lớn không? Mọi người đều trả lời không biết. Đức Phật nói rằng, trước đây rất lâu, có 500 người thương nhân ra biển làm ăn và thu được nhiều báu vật. Họ cúng dường những bảo vật quý giá nhất của mình cho các tăng nhân, làm thực phẩm, tài sản còn lại để tăng nhân tùy ý sử dụng. Vào thời điểm đó, có 10 vạn nhà sư đang tu hành trong núi. Nhận sự quyên góp từ các thương nhân, tất cả báu vật và tiền tài đều được giao cho tăng nhân Ma Ma Đế bảo quản. Khi nguồn cung cấp thực phẩm sắp cạn kiệt,
chúng tăng đã hỏi Ma Ma Đế về những bảo vật mà ông đã cất giữ. Không ngờ Ma Ma Đế lại phủ nhận, lấy hết bảo vật về làm của riêng. Tức giận trách mắng mọi người đi ăn phân đi, tất cả bảo vật đều thuộc về ta, các ông dựa vào đâu mà đòi lấy. Chúng tăng thấy ông giận dữ, thân tâm bị ác niệm quấn quanh, liền rời đi, vì Ma Ma Đế có lòng tham không đáy, chiếm đoạt tiền bạc, châu báu, công hữu, lại lăng mạ chúng tăng một cách ác độc. Sau khi chết, ông đã bị đọa vào địa ngục và bị ngâm trong vạc phân và nước tiểu sôi. Sau khi trải qua 92 kiếp mới có thể rời khỏi địa ngục, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ma Ma Đế vẫn chưa có được thân người. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.